Trước đây, để được cấp thẻ tín dụng, khách hàng phải có thu nhập ổn định, có hợp đồng lao động. Tuy nhiên, gần đây các ngân hàng tăng cường cạnh tranh mạng bán lẻ, phát hành nhiều loại thẻ, trong đó có thẻ tín dụng, nên đã giảm bớt một số yêu cầu để khách hàng dễ tiếp cận, đồng thời nâng hạn mức thẻ tín dụng lên gấp từ 5 đến 6 lần so với trước. Theo chuyên gia tài chính tiến sĩ Đinh Thế Hiển, hiện có hai nhóm khách hàng, một nhóm muốn tận dụng ưu đãi của thẻ hoặc xem thẻ tín dụng là một khoản vay trước, một nhóm không lường trước thu nhập khả năng tài chính của mình, dùng thẻ tín dụng để mua sắm cho bằng bạn bè. Ở các nước phát triển, tín dụng tiêu dùng thông qua thẻ tín dụng phát triển rất mạnh. Tùy theo quy định của các ngân hàng mà hạn mức thẻ có thể gấp từ 2 đến 7 lần thu nhập hàng tháng, nên công dân trẻ ở các nước phát triển sở hữu từ 2 đến 3 thẻ với tổng hạn mức từ 1 đến 2 tỷ đồng là chuyện bình thường. Ở Mỹ và châu Âu có những khóa cai nghiện thẻ tín dụng, do có không ít người lâm vào túng quẫn nợ xấu do dùng thẻ mất kiểm soát. Ở Việt Nam, do người dân có thu nhập không ổn định, dễ đứt đoạn dòng tiền nên tình trạng nợ xấu thẻ tín dụng có thể nhiều hơn. Đặc biệt trong những năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỷ lệ thất nghiệp cao, người sử dụng thẻ tín dụng không có tiền để trả cũng tăng. Thực tế, mỗi người dùng thẻ tín dụng theo một cách khác nhau và sẽ phát huy tác dụng hoàn toàn trái ngược nhau. Đối với những người không có tiền, đó có thể là một thảm họa. Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến điều này là vì người không có tiền thường không hiểu mục đích sử dụng của thẻ tín dụng mà chỉ biết cách sử dụng nó như một khoản vay tiêu dùng. Đối với một số người, đặc biệt là giới trẻ hiện tại, việc làm được thẻ tín dụng giống như việc họ vừa tìm được kho báu. Đây cũng chính là bước đầu tiên khiến người không có tiền lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, bởi lẽ thẻ tín dụng đã làm sai lệch quan điểm tiêu dùng của họ. Điều này thực sự rất đáng sợ, vì khi đó thẻ tín dụng về cơ bản đã trở thành một món nợ bắt buộc phải trả, chỉ là vấn đề thời gian. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.